Mận xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Xuân Mận Family Cuộc Sống Ở Đất nha. Thì hôm nay Mận mua được mấy cái tay nắm đùi gà mọi người. Mận hấp Orina nha. Đỡ cho ông xã ông ăn cho biết. Chứ hồi giờ ông ăn cái nắm này Mận cắt nhỏ nhỏ ăn với cái gì lẩu thôi mọi người. Cho nên hôm nay Mận cho ông ăn vậy cho ông biết. Wow, nhìn vậy nắm đã quá. Bà xã hôm nay hấp cái dĩa nấm lên mình ăn thử coi thử nó ra sao. Mời mọi người cùng thưởng thức với hai chồng nha. Thôi bây giờ mình nhổ cái nấm coi. Nhưng mà anh nhổ một cái bự. Hôm nay anh ăn em ngó, anh nhai em nuốt. Nhổ cái bự cái nhỏ nó rớt rồi. Ồ cái nấm này. Rồi cẩn thận nóng nha anh. Em mới vừa hấp xong nó cắn vô một cái là răng xin đi mà níu ở lại. Wow. Á. Coi thử coi. Cho giấy nè anh. Cô nóng nóng. Ăn sợ nóng nó thổi cho chồng. Sao cảm giác sao? Wow, ngon vậy. Ngon, ngon lắm. Diễn wow. Tả nó cho nó rõ ràng chút xíu. Wow. Nó ngọt nó làm sao nữa chứ. Ngon ngọt nó dai. Ngon thì cái nó nắm đùi gà là phải rồi. Nhưng mà sao em nghe anh ăn nó sực sực nữa ăn nó sực sực chứ sao thì nó ngọt nó dai ăn nó giòn ngay nó giòn nó sực. Còn chén nước mắm em làm thì sao thổi cho hết luôn. Chén nước mắm thì thôi vợ làm nước mắm thổi ớt chứ là ba bát rồi. Coi này mọi người, cái chén cái chén nước mắm mà đâm mấy cái ớt trong này, ớt tỏi chanh đường bộ ngọt ba bát cây đã. Ngon lắm mọi người, ăn đi em. Dạ anh ăn ơi, em đã nói rồi. Anh ăn thì em nuốt, mà anh nhai thì em cũng nuốt. Hồi bữa trước Mận cũng có ăn cái này. Mận quay clip trước Mận ăn, mà ăn một mình, Mận để dành ổng mấy cái. Nhưng mà chiều đó ổng đi công chuyện á. Vừa cái tối cái không cái ăn, cái sáng ngày mai lại đi làm tiếp. Xong Mận thấy đỡ trong đêm rồi sợ nó hư á. Xong Mận ăn luôn. Bữa nay ăn bù. Ăn đi anh. Ngon dở. Cái này Mận mua hơn 1 ký nha. Khoảng tầm 1 ký đây là 10 euro. Thì hơn 1 ký khoảng 10, 11, 12 euro gì đó. Khoảng tầm đó thôi mọi người. Nhưng mà tính ra cái này vẫn rẻ hơn mấy bữa mà mua ở Lidl anh đi á. Đã quên ở K&K chứ. Thì cái nấm ấy, bên lớn to hơn cái này một chút. Mà nó nhỏ 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 mà mắc lắm luôn á. Mày ăn đi. Chồng ăn thì hôm nay là cho anh ăn rau củ quả. Thì nấm này ở Đức nó bán nha. 100 gram á là khoảng 2 đồng mấy. 2 đồng tư, 2 đồng rưỡi gì đó. Nhưng mà cái chút chút rồi là đâu to gì đâu. Tính một ký nó nằm giá khoảng 18-19 hạt của rồi rồi. Nấm này ở bên Đức. Thôi bây giờ còn đây là mình mua bên Hòa Lan. Hòa Lan cái chợ cá của Hòa Lan đó, nó bán tất cả rau cỏ rẻ. Cái nấm này nó bán rẻ, nó bán có 10 đồng một ký thôi. Bây giờ là ông sẽ ăn. Hôm nay em cho ông sẽ ăn là toàn là rau củ quả thôi. Thì phải tẩm bổ thêm một cái gọi là vitamin nha mọi người. Chứ bữa nay ông xã không có uống bia, uống rượu gì hết á. Lâu rồi mình chưa tẩm bổ. Đây mọi người, đây là ống sủi vitamin tổng hợp nha. Thì sắp tới Mận sẽ gửi gì loại vitamin tổng hợp cũng như là vitamin sơ. Mận mua hai loại luôn, đỡ tại vì cái mùa dịch này á. Ở Việt Nam cũng như ở đâu cũng vậy, mọi người ở bên Đức vậy, rất rất cần bổ sung vitamin. Cho nên là Mận gửi gì à, thì có những ai có nhu cầu á thì cứ liên hệ với Mận hay em gái Mận đều được hết nha mọi người. Để thì mọi người cứ yên tâm, hàng Mận mua thì tất cả những cái sản phẩm mà Mận chia sẻ đến với mọi người á là gia đình nhà Mận cũng như bản thân của Mận cũng như chồng Mận đã dùng qua, cho nên Mận mới thấy tốt, hiệu quả, ngon và nó không có tác dụng phụ á. Cho nên thì Mận thấy nó tốt quá, Mận mới chia sẻ thôi. Chứ hôm nay á, không phải là Mận quảng cáo.
người ta nói bán gì thì dùng đó, nhưng mà hầu như là kem dưỡng thở, kem trị nám, hay sữa bột, hay là những cái mặt hàng mà Mận bán cũng như chia sẻ với mọi người á, thì Mận dùng Mận biết. Chứ còn mà cứ mỗi lần ăn, mọi người thấy ông Mận quay video mỗi lần ăn á, Mận cũng đâu có lấy ra mà ăn mà uống hay làm kia nọ, giống như những người buôn bán kinh doanh online á, họ làm như vậy thì đó cũng là một cái quảng cáo rất là hay. Nhưng mà với Mận thì Mận nghĩ nếu mà Mận muốn quảng cáo cái sản phẩm thật sự tốt á, thì chỉ cần Mận bán cho một người uống, một người dùng họ thấy tốt thì họ sẽ quảng cáo cho bắt đầu từng người từng người từng người biết đến. Đó là Mận suy nghĩ như vậy, đó gọi là quảng cáo, mà quảng cáo chân thật nhất, người dùng thấy được cái tốt thì họ mới chia sẻ. Chứ còn mà Mận ăn hay ngồi nói chuyện ông xã mà ăn dùng cái kia hết cái nọ quảng cáo kia nọ thì Mận nghĩ cái đó nó không có thực tế đối với bản thân Mận, suy nghĩ như vậy đó. Thì cái viên sủi này nè, ông xã Mận uống không biết bao nhiêu năm, cũng không biết bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, thì ông uống ông biết nó tốt hay nó không tốt, thì ông xã Mận sẽ chia sẻ với mọi người nha. Còn riêng bản thân Mận thì lâu lâu Mận mới uống thôi, uống đi ăn, chứ còn Mận không có uống thường xuyên. Tại vì Mận ăn trái cây rất là nhiều và Mận cảm thấy nó dư chất rồi, cho nên Mận cũng lười biết uống lắm mọi người. Mọi người biết cái sủi này không? Mình theo mình á, mỗi 2 ngày mình uống 1 viên, mình đem vô hãng công xưởng của mình làm nó cứ 2 ngày 1 viên đó. Nhưng mà uống cái này rất là tốt, nếu mà nó cũng có chống bệnh cảm á, tại vì mình cảm thấy uống từ cái những năm mình uống cái này là mình đỡ có bị cảm, bị bệnh lặt vặt. Cho nên ở nhà thì hầu như vợ chồng mình uống cái này nhiều. Nếu như mọi người mà tin tưởng vợ chồng thì cứ thử cái này nó chả có bao nhiêu tiền nhưng mà mình thấy cho nó sức khỏe nó tốt, cái này là good, đúng không? Thì mình cứ hàng ngày mình uống 1 viên. Mà cái mùi vị của cái sủi này uống rất dễ uống hả? là dễ uống, nó mặn mặn chua chua, nó dễ uống, nó đi mùi cam, mùi trái cam đó. Nhưng mà không có ngọt nhiều, không có đường nhiều nha mọi người. Tại vì Mận thật sự mà nói là Mận rất là sợ cái ngọt. Tại vì uống ngọt nhiều á, sau này nó tích tụ vào bên cơ thể mình về già, bị tiểu đường, đái đường, máu đường, rồi đường gì cao cao đó. Cho nên Mận rất là sợ, cho nên Mận tìm những cái sản phẩm nào đó thật sự tốt, gia đình Mận dùng tốt, hiệu quả, thì lúc đó Mận mới dám tung ra để mà chia sẻ, gửi đến cho mọi người. Vì vậy mọi người rất hãy yên tâm tin tưởng những cái sản phẩm Mận dùng Coi nha. như vợ chồng mình thí nghiệm mất rồi, từ đó chúng ta mình thí nghiệm Ví dụ chẳng hạn như nè, đây sắp sửa tới Mận sẽ gửi cái loại này, cái loại này cho con Mận nè, con gấu nè. Cái này là nó làm bằng cái viên giống như kẹo dai dai dẻo dẻo đó, đỡ cho con nít nó dễ ăn. Là con Mận hầu như là ngày nào cũng ăn cái loại này, mà trong này nó có đỡ tác dụng cũng như là số lượng uống nha. Ví dụ chẳng hạn 4 tuổi thì uống 4 4 viên trong một ngày, 1 tuổi nếu mà nhai được cái răng á thì cho bé uống 1 viên một ngày thôi nha mọi người, cho bé nhai. Còn nếu như mà bé không nhai thì không nên cho uống nha, không nên cho ăn nha, tại vì không biết nhai á, nuốt vô là nó mắc cổ đó. Đây là Mận nói thật. Cái này cũng giống như là kẹo Haribo, kẹo dai đó. Rồi 9 tuổi, 7, 8, 9 tuổi trở lên bắt đầu càng lớn tuổi thì hạ càng dần cái này xuống. Tại vì sao? Tại vì cái này nó nhiều chất vitamin, mà lớn tuổi thì ăn nhiều thì không cần phải uống nhiều, không phải 10 tuổi uống 10 viên đâu nha mọi người, mà nó có số lượng đàng hoàng. Đó, đó là con Mặn, còn cái này là của ông xã Mặn. Còn cái kem chuyên trị nám á, là cái kem của Mặn dùng. Đó là Mặn dùng. quảng kéo cho hết luôn. Còn cái này là cái chai dầu nóng. Đau nhức xương khớp gân toàn thân, thoa, massage, giảm đau rất hiệu quả luôn nha mọi người. Mà cái chai này Mặn đã dùng rồi. Hiện tại giờ không có chai mới, Mặn chưa có lấy hàng. Vài bữa nữa Mặn mới lấy hàng, Mặn gom, Mặn gửi về Việt Nam. Cho nên Mặn lấy tạm cái chai ở nhà dùng, ở nhiều lúc Mặn đau nhức chỗ kia nào Mặn lấy Mặn thoa lên chút xíu, biểu ông thể bóp 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 đấm 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 nhẵn nhẽo mà. Đó, về cái này cũng là của Mặn dùng luôn, là cái dưỡng thở body toàn thân.
48 giờ giữ nha mọi người, mềm mại mịn da và rất là mềm và có cái mùi hương dễ chịu lắm luôn, ngủ không có gì khó hết á. Chứ mình thấy có nhiều loại thoa lên á, thơm thì thơm cực kỳ nhưng mà khi ngủ nó làm mình khó chịu, ngủ không ngon giấc, nhưng cái này không ảnh hưởng nha. Và cái mà mình thích nhất tức là thoa vô á là nó thấm liền vô trong da tay mình á, chỉ cần mấy giây thôi nó thấm vô rất là thẩm thấu luôn nha mọi người. Mọi người cứ dùng thử một chai sẽ biết. Một chai như thế này nè là 400 ml, sẽ dùng một chai như thế này á rất là lâu, mấy tháng lận. Cho nên mọi người muốn đẹp da, mướt da độ, mình cố gắng mình phải đầu tư. Còn bây giờ anh em em đi. Nói phụ nữ muốn làm đẹp thì phải chịu khó đầu tư tí xíu mọi người. Đẹp, mình đẹp thì chồng nó sẽ đẹp đó. Mặn chị nghĩ đơn giản vậy thôi. Nếu mà đàn bà phụ nữ mà không có chăm chút bản thân mình á thì đàn ông đôi lúc đi làm ngồi thấy gái đẹp quá, về nhà thấy con vợ xù xì xấu xí quá, tuy là con vợ nó hy sinh rồi, nó củng cố để chồng và con, nhưng mà nhiều ông chồng họ đâu có biết đâu mọi người, ổng không có biết đâu, đi ra ngồi thấy gái đẹp, về nhà thấy con vợ trời ơi rồi nằm bên cạnh ngủ da dẻ đồ sầm sùi không có mùi gì hết hay là như thế nào đó, thì đôi lúc cũng có một chút gì đó. Thì đối với mặn mà nói thì mình cũng làm một chút gì cho bản thân mình chứ, vậy thôi mọi người. Còn gái đẹp là gái người ta, vợ xấu là những cái vợ của mình. Nhưng mà đôi lúc nhiều ông họ cũng cần vợ cũng phải có một cái chút gì đó để tâm trang cho anh. Vậy anh nói vậy em khỏi cần kem chị nám, khỏi cần thoa dưỡng da nha. Thì anh nghĩ làm sao, anh thấy lúc đó em nhan sắc rìu tị, mặt mày đen thui hắc hủi, rồi anh nghĩ làm sao lúc đấy anh hắc hủi em luôn á. Bây giờ mặt tới đẹp rồi. Hồi trước thì em lé giống như ông Tao Quân nữa. Là anh Tao Quân tung vô diện đi. Còn cái này nha mọi người, đây sữa bột là má mặn bên nhà đã và đang uống, nhưng hiện tại hết sữa bột bán cho mọi người hết, mà má mặn ở bên nhà cũng hết, không có uống ngưng rồi mọi người, chờ mặn gửi về mới uống. Chứ đâu phải mà bột mà tại nhà mặn sản xuất đâu mà nó có uống đều, cho nên má mặn cũng như mọi người đang ở Việt Nam đang ngưng, đang chờ đợi mặn gửi gì à. Và mặn cũng nói luôn nha, cái sữa bột này nè cực kỳ tốt, ăn ngon, ngủ ngon, tăng ký và nhiều sức khỏe bồi bổ, quá nhiều vitamin nó nằm trong này nè mọi người, và nó làm cho cơ thể mạnh khỏe. Đây là mặn nói thật nha, và những ai có khả năng mua thì có thể uống hàng ngày, một ngày một ly. Còn nếu như ai mà khả năng có thở yếu một chút xíu, đây là mình nói chân thật đó, khả năng yếu một tí xíu thì nên mua 1-2 lon uống xong rồi mình đỡ dành tiền, mình ngưng ngay, mình đỡ dành tiền đủ tiền mình mua tiếp. Nhưng mà cái này mình nghĩ thì nếu mà mọi người có thể mua tặng cho cha cho mẹ dùng thì mình thấy đây là một cái mà rất rất là tốt luôn. Tại vì theo bản thân mình nghĩ á, nếu như cha mẹ còn sống trên đời á, mà mình cố gắng mình tẩm bổ hoặc mình tặng cho cha mẹ chút kia chút nọ, thì khi mà cha mẹ có sống hưởng tuổi thọ 100 tuổi ra đi thì mình cũng không có gì hối tiếc mọi người. Mình cứ luôn nghĩ là khi cha mẹ còn sống mà mình không chăm lo, mình không không chăm lo cũng như là không giúp đỡ cha mẹ, không cho cha mẹ hưởng thụ ngày nào, thì khi cha mẹ có mất đi, mình có muốn đi thì lúc đó cũng muộn rồi mọi người, người ta gọi là suspect rồi. Lúc cùng sống không cho ăn cho uống lúc chết rồi. Tiếng Đức gọi là suspect, mà tiếng Việt mình gọi là trở rồi, muộn màng rồi. Mà mình có cúng dỗ lên mâm cao cổ đầy thì chưa chắc gì cha mẹ ông bà có thể hưởng được, nếu có hưởng nhang, hưởng khói, hưởng cái mùi vị thôi chứ ăn cũng không được. Vậy tại sao lúc còn sống không cho tận hưởng, và đến khi chết thì cúng ra đó hay làm gì đó, thì mình người sống ăn thôi chứ người chết cũng không có hưởng được. Đây là mặn nói theo cái tâm trạng cũng như cái suy nghĩ của mặn nha. Đó, cho nên hồi mà mọi người không biết á, cái hồi mà gia đình mặn rất rất là nghèo luôn, ba mặn già cả, nhiều lúc muốn ăn một cái món gì đó mà không có tiền mua ăn, mọi người toàn ăn rau với mắm muối với lạnh lá giang nấu với nước lạnh thôi. Cái thời nhà em cực kỳ khổ, bây giờ thì cũng đỡ rồi, có miếng cơm ăn rồi, chứ cái hồi đó khổ lắm má mặn á.
bả cực khổ một mình bả mà bả lo hết con cả gia đình mà cứ mua cá nục của anh hấp chỉ ra hấp xong đi lên làng dân tộc có bán xong rồi bắt đầu vừa đổi lấy gạo hay là đổi lấy dưa gang đổ mọi người dưa gang vừa đổ ra trước xong á bán cho hàng xóm rồi lấy tiền mua gạo đó. Cái hồi thời đó nó khổ cực kỳ mà có cái bà chị thứ ba cũng nhờ bả lắm, là bà chị thứ ba nhờ bả cũng lớn trong nhà, bả đi làm mướn làm thuê bà phụ với má, chứ ông ba mặn thì lớn tuổi già rồi, má mặn thì cũng trẻ, lúc đó hai ông bà lấy nhau là ông già bà cũng trẻ đó, cho nên ba mặn già không có giúp gì được cho má, chỉ ở nhà trông coi con trông coi nhà thôi, rồi má phải xoay sở lo miếng cơm manh áo cho bốn năm người con, thì cho nên trong suy nghĩ mặn lúc nào cũng vậy, mặn may mắn mặn lấy được ông chồng tốt thì có chút điều kiện, ông cũng ủng hộ cho mặn đỡ mà lo cho má chút xíu, tẩm bổ cho bà chút xíu vậy thôi, chứ còn thật chất mà nói lo cho má toàn vẹn thì mặn không có khả năng, tại vì mặn có gia đình riêng, mặn cũng phải lo cho hai con nữa mọi người đó. Thì hôm nay giờ tâm sự hay quá, hôm nay vô đúng cái tài tâm sự quá hay. Còn thật sự mà nói về gia đình mặn thì có nhiều cái đó mà mặn nói lắm mọi người, nó không thể nào quên được, nó đi khắc vào trong máu của mặn luôn đó. Wow. Chứ không phải là không đâu. Anh ăn tiếp đi để em nói quá. Ăn mấy 4-5 cây. Rồi sắp tới mặn cũng đang mua cái thuốc mà chuyên trị xương khớp nha mọi người, những ai đã bị xương khớp đau nhức gai cuộc sống là cái thuốc mà sắp sửa mặn gửi gì đó, là nó sẽ giúp làm giảm dần cơn đau và từ từ nó sẽ hết nha mọi người. Một nó là giống như trong một cái hộp như thế này nè, mọi người uống 1-2 hộp sẽ thấy kết quả liền. Đây là mặn nói thật, tại vì cái loại mà mặn chuẩn bị gửi về mua là đã có nhiều người dùng đến à, và má mặn cũng đã là người thí nghiệm uống, tại vì má mặn hầu cũng trẻ không có tẩm bổ, không có điều kiện làm lụng bất quả quá, ăn mắm muối không mà, cho nên xương khớp á với gai cuộc sống, xương khớp nó đau nhức toàn thân mọi người, mà đâu có tiền đâu mà điều trị, cho đến bây giờ bà già rồi, cho nên bây giờ mình có được cái gì mình tẩm bổ, mình có được cái gì thì bà uống đỡ nó giảm dần cho nên nó giúp vậy đó. Chứ còn bây giờ mọi người bị nên mua uống đi, chứ đỡ càng ngày càng lớn tuổi, càng ngày càng già thì nó khó dứt điểm đó nhưng mọi người. Nhưng mà cái thuốc mà mặn mua là chuyên trị những người đã bị đau nhức xương khớp gai cuộc sống nha mới uống, người mà không bị là không được uống nha đó, mặn cũng nói trước vậy đó. Cho nên nó mọi người uống từ 1 hộp đến 2 hộp, chủ yếu là đau lưng. Người Việt của mình hay bị đau lưng, tại vì khiêng nặng làm nặng lúc trẻ làm quá sức, cho nên về lớn tuổi đứng tuổi nó bị thường bị đau lưng với là đầu gối nữa anh. Đầu gối. Nó giòn nó ngọt không? Ngon. Ở đây mà ngon quá, anh ăn nhiều anh ăn quá nhiều. Ở đây mà không có quảng cáo nha mọi người, mà nói những gì mà mặn hiểu biết, những gì mặn trải qua cũng như gia đình dùng qua thì nói cho mọi người biết. Còn ai tin tưởng thì mua dùng thử, mà không ai tin tưởng thì thôi. Chứ cái điều này mặn cũng không có phải quảng cáo để mọi người mua để mặn kiếm từng lời. Thật sự mặn lời đâu có mấy ngàn chứ mấy đâu. Tiền Việt Nam á 10.000, 20.000, 5.000 maximum hết đó rồi mọi người. Mấy cái thuốc này, mấy cái đồ này mình mua toàn là đồ chính hiệu của apotheker, của tiệm thuốc tây không mình. Những cái sản phẩm á như bột nè, kem trị nám nè, dây thuốc trị xương khớp đồ ạ, uống hết rồi ạ. Là mà mua trong tiệm thuốc tây đàng hoàng nha mọi người, không bao giờ mà mua hàng tầm bậy tầm bạ hay ở trên mạng rồi gì hết đó. Ở trên mạng người ta bán âm sùm nhiều loại, nhiều cái mà rẻ nữa, mà không bao giờ, mà không có ham rẻ. Người ta nói tiền nào của đó mọi người, thèm mắc một chút mà uống hiệu quả tốt cho bản thân, không bị sau này ham rẻ là không nên. Mắm ngon cay đã. Để em rút nước hả? Đây tao uống đi anh. Giờ có tình cảm.
Rồi cái ly anh uống hết rồi mà. Anh chớ nước lạnh vô em uống nghe mùi thơm không? Thơm bên mùi cam. Thôi mọi người, thì cái video cũng đã ăn xong, chia sẻ xong, nói chuyện xong thì Mặn cũng xin dừng tại đây nha. Mọi người đừng quên cho Mặn xin một like, một đăng ký cũng như chia sẻ để mọi người xem ủng hộ Mặn. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.